sự thật đáng báo động trong những năm qua. Khi các vụ tai nạn liên tiếp xảy ra, từ sự nô đùa của các bạn trẻ và hậu quả phải trả giá bằng tính mạng. Tử vong thảm khốc hơn cả tội ác chiến tranh, khi giới trẻ đang đánh cược với tử thần. Nỗi đau để lại cho người thân và gia đình. Một phần của vấn nạn này bắt nguồn vì thiếu hiểu biết, để rồi màu trắng tăng tóc phủ lên cả một thế hệ, gây nên một tình trạng đáng báo động. Nỗi ám ảnh cho những người tham gia giao thông khi xe đạp điện, xe máy điện được sử dụng như món đồ chơi giải trí. Trong thời gian qua, nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện, xe đạp điện đã xảy ra trên địa bàn tỉnh. Có thể kể đến như ngày 30 tháng 10 năm 2018, trên đường tỉnh lộ 534 vào đền Quả Sơn, huyện Đô Lương, xe tải biển kiểm soát 37C22940 chạy trên đường tỉnh lộ 534 hướng quốc lộ 15A vào đền Quả Sơn va quẹt với xe đạp điện đi cùng chiều, khiến một nữ sinh nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Ngày 20 tháng 11 năm 2019, tại đồi Hoa Hướng Dương, đóng ở xã Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, huyện Nghĩa Đàn, xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe đạp điện với xe tải, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Ngày 28 tháng 11 năm 2019, trên quốc lộ 48D, đoạn qua phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, hai nữ sinh cấp 3 trên đường đi học về đã đâm xe trực diện vào ô tô container chạy chiều ngược lại. Cú va chạm mạnh khiến đầu xe máy vỡ nát, hai nữ sinh văng ra đường phải đưa đi cấp cứu. Trước tình trạng tai nạn giao thông liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện gia tăng trong thời gian gần đây, Ban An toàn giao thông tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho đối tượng học sinh tại các trường trung học phổ thông Nghi Lộc 5, Nam Đàn 1 và Hà Huy Tập với hình thức trực quan cụ thể, kết hợp hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe đạp điện, xe máy điện an toàn, tăng cường tính chủ động và hiệu quả tiếp thu kiến thức cho học sinh. Thông qua đó, từng bước xây dựng nếp sống, ứng xử văn hóa và hiểu biết pháp luật về an toàn giao thông trong học sinh. Khi tham gia giao thông trên đường, tại các nơi giao nhau có đèn tín hiệu giao thông, người điều khiển phương tiện giao thông phải nghiêm túc chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Tại khoản 3 điều 10 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 quy định, tín hiệu đèn giao thông có 3 màu quy định như sau. Tín hiệu xanh là được đi, tín hiệu đỏ là cấm đi, tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng, trừ trường hợp đã đi quá vạch dừng thì được đi tiếp. Trong trường hợp tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Nhiều trường hợp từ trước tới nay có sự nhầm lẫn đối với tín hiệu đèn vàng là được đi, nhưng Luật Giao thông Đường bộ 2008 đã quy định tín hiệu vàng là phải dừng lại trước vạch dừng. Trường hợp được đi là khi đã đi quá vạch dừng nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường. Đối với tín hiệu vàng nhấp nháy là được đi nhưng phải giảm tốc độ, chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ qua đường hoặc các phương tiện khác theo quy định của Luật Giao thông Đường bộ. Khi tín hiệu đèn đỏ bật lên, nếu cột đèn tín hiệu giao thông có lắp mũi tên màu xanh chỉ hướng rẽ phải hoặc biển được phép rẽ phải, thì các phương tiện được rẽ phải nhưng phải chú ý quan sát, nhường đường cho người đi bộ. Tại đây, các phương tiện đi thẳng, rẽ trái cần phải dừng đỗ đúng làn đường, không dừng xe vào làn đường dành cho xe rẽ phải, nhường đường cho các xe rẽ phải để tránh xảy ra ùn tắc giao thông. Khi bạn đang tham gia giao thông, gặp tín hiệu đèn giao thông màu đỏ nhưng vẫn cố tình vượt qua, sẽ rất dễ dẫn tới tai nạn giao thông với các xe từ hướng có tín hiệu đèn xanh được đi. Trong trường hợp khác, nếu bạn đã dừng xe khi có tín hiệu đèn giao thông màu đỏ, nhưng khi tín hiệu đèn chưa chuyển sang màu xanh, bạn đã vội vàng đi qua giao lộ, thì nguy cơ tai nạn giao thông cũng sẽ rất dễ xảy ra. Các bạn hãy luôn ghi nhớ, nhanh một giây, chậm một đời. Hãy nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông. Tại Nghị định 100/2019 NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ,
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt quy định. Người điều khiển xe máy điện bị phạt đến 1 triệu đồng. Người điều khiển xe đạp máy, xe đạp bị phạt đến 200.000 đồng đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông. Trên đường, tình trạng học sinh điều khiển xe máy điện, xe đạp điện chuyển hướng đột ngột, phóng nhanh, thiếu quan sát diễn ra phổ biến. Hầu hết các xe máy điện, xe đạp điện không có gương chiếu hậu nên khi chuyển hướng qua đường không quan sát từ phía sau. Một số bạn học sinh có tình trạng tạt ngang phía trước các xe khác. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra tai nạn giao thông. Để phòng tránh tai nạn giao thông, khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải tuân thủ các nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2, điều 15 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 như sau. Khi muốn chuyển hướng, người điều khiển phương tiện phải giảm tốc độ và có tín hiệu báo hướng rẽ. Trong khi chuyển hướng, người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng phải nhường quyền đi trước cho người đi bộ, người đi xe đạp đang đi trên phần đường dành riêng cho họ. Nhường đường cho các xe đi ngược chiều. Chỉ cho xe chuyển hướng khi quan sát thấy không gây trở ngại hoặc nguy hiểm cho người và phương tiện khác. Tại nơi đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải chú ý quan sát và nhường đường theo đúng quy định tại Điều 24 Luật Giao thông Đường bộ năm 2008 để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người tham gia giao thông khác, đồng thời tránh gây ùn tắc giao thông. Khi đến gần đường giao nhau, người điều khiển phương tiện phải cho xe giảm tốc độ và nhường đường theo quy định sau đây. Tại nơi đường giao nhau không có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi đến từ bên phải. Tại nơi đường giao nhau có báo hiệu đi theo vòng xuyến, phải nhường đường cho xe đi bên trái. Tại nơi đường giao nhau giữa đường không ưu tiên và đường ưu tiên hoặc giữa đường nhánh và đường chính, thì xe đi từ đường không ưu tiên hoặc đường nhánh phải nhường đường cho xe đi trên đường ưu tiên hoặc đường chính từ bất kỳ hướng nào tới. Khi người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện đi từ đường nhánh hoặc ngõ nhỏ ra đường chính, các phương tiện lưu thông trên đường chính vẫn đang lưu thông với tốc độ cho phép, đúng làn đường của mình, bị che khuất tầm nhìn nên rất khó quan sát thấy phương tiện của bạn. Việc xử lý phanh lại hoặc tránh phương tiện của bạn là rất khó. Vì vậy, nếu bạn lao xe từ ngõ nhỏ, đường nhánh ra đường chính không chú ý, không giảm tốc độ đúng lúc các phương tiện trên đường chính đang đi qua, thì tai nạn giao thông sẽ xảy ra. Lúc này, lỗi sai hoàn toàn thuộc về người điều khiển phương tiện từ đường nhánh. Chú ý quan sát là một trong những biện pháp hiệu quả giúp phòng tránh tai nạn giao thông. Hãy vì sự an toàn của bản thân và mọi người, luôn tập trung chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện giao thông. Để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông, người điều khiển xe máy điện, xe đạp điện không được thực hiện một số hành vi sau đây. Đi xe dàn hàng ngang, đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác. Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh, trừ thiết bị trợ thính. Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác, vật khác, mang vác và chở vật cồng kềnh. Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh. Hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông. Người ngồi trên xe máy điện, xe đạp điện khi tham gia giao thông không được thực hiện các hành vi sau đây. Mang vác vật cồng kềnh, sử dụng ô, bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác. Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái. Hành vi khác gây mất trật tự an toàn giao thông. Các bạn học sinh, sinh viên là tương lai của đất nước. Hãy cùng nhau xây dựng môi trường văn hóa giao thông ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, chấp hành nghiêm túc hệ thống báo hiệu đường bộ, đi đúng phần đường, làn đường quy định, không điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn chất lượng, đúng quy cách khi điều khiển hoặc ngồi trên xe máy điện, xe đạp điện tham gia giao thông, có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng khi tham gia giao thông, tôn trọng, nhường nhịn, giúp đỡ mọi người khi tham gia giao thông, tận tình giúp đỡ người bị nạn, người già, người khuyết tật, trẻ em, người có hoàn cảnh khó khăn khi tham gia giao thông, có thái độ hợp tác, hành vi ứng xử văn minh, lịch sự khi xảy ra tai nạn giao thông, tuyên truyền vận động người tham gia giao thông tự giác chấp hành pháp luật, trật tự an toàn giao thông, có ý thức xây dựng môi trường giao thông thân thiện, an toàn. Hạnh phúc của mọi người là được ra đường và trở về nhà an toàn. Vì hạnh phúc của mọi người, hãy tham gia giao thông an toàn.